dục rác nhà bà kia bà Bảy. Ai biết? Trời ơi, cái bà kia bà dục rác nhà tôi. Tôi vô hồi nào? Mày dục anh em đâu? Đâm cho anh em đâu? Tôi kéo đó. Thử nói cho tao. Thôi mà đừng có quýnh nhau. Đừng có quýnh nhau mà. Ây da, ui da, ui da. Đừng có quýnh nhau. Nghe, ui da, trời quýnh tôi đi. Chuyện. Cái gì vậy? Tao bỏ tự nhiên. Đánh nó dữ vậy? Trời, con người ta khờ mà cũng chấp con người ta làm sao? Quýnh siêu nhân quá trời luôn. Có đau không? Con đau quá trời quá đất luôn. Dạ thôi không sao, không có bị gì đâu hời. Buồn xã hội nó buồn quá ông Tư. Vậy, nhiều lúc ông Tư thấy gì cũng muốn thoát khỏi cái xã hội này ghê đó. Một cái xã hội ông Tư nói là xô bồ, xô bộn, xô xác, xô đẩy, xô chậu, xô bích, mệt mỏi khỏi thi nữa đi con. Cái gì vậy? Nó bậy bạ như xô khỏi thi là sao? Chứ sao con? Con nói ông Tư nghe nhiều khi con muốn thoát cái xã hội năm Tư. Một cái xã hội bon chen, bon sai, bon sô cô la sữa gà, kem chuối nhủi rớt luôn. Ủa con muốn rớt? Con không biết con nói gì luôn á thiệt. À, mà con khờ quá con khờ mà con ngu tiền đòi rớt là sao con? Đứng đây đi, coi khách vô kêu cà phê cho ông Tư. Nóng cái áo này nóng. Ủa tính tiền, ủa sao mọi người đi hết rồi chưa ai tính tiền gì vậy? Ôi trời ơi. Ủa nãy đông lắm sao đi hết trơn rồi? Dạ bạn con hết á. À mấy người nãy bạn con hết trơn á hả? Dạ. Thôi giờ tính tiền cho ông Tư nghe. Dạ. Ờ sáng giờ bé ăn gì vậy? Dạ, một tô hủ tiếu một cục xương, một tô hủ tiếu hai cục xương. Với lại một tô hủ tiếu thịt với bò viên, một tô hủ tiếu có thịt không có bò viên, một tô hủ tiếu có bò viên không có thịt với lại ba dĩa bánh bèo. Tao cảnh cáo mày nha. Mốt có dắt bạn tới ăn thì 10 đứa ăn một món chung thôi. Dạ không được, nó thích cái gì thì nó ăn cái đó thôi chú Tư. Ăn chi đa dạng ngôn hầu rồi bây giờ tao không biết tính làm sao. Dạ. Có tính giùm coi thờ. Có tính chết luôn, để tính coi. 6 tô hủ tiếu, 1 tô hủ tiếu, 2 cục xương 18 ngàn, 1 tô hủ tiếu, 1 cục xương 15 ngàn, 1 tô hủ tiếu, thịt bò viên 13 ngàn, 1 tô hủ tiếu, không thịt không phải có bò viên 10 ngàn, 1 tô hủ tiếu, có thịt mà có bò viên 10 ngàn, 60, 8 cộng 5 cộng 3 là 16, 16 cộng 6 là 76 ngàn, 3 cái bàn, 3 cái bàn, 1 cái bàn 20 ngàn, 3 cái bàn là 60 ngàn, 16, 10 mấy cái ghế, mấy cái ghế, 6 cái ghế, 1 cái ghế 15 ngàn, 6 ghế là 90 ngàn, 90 ngàn cộng 6 cái ghế là 150 ngàn, cộng 121 ngàn là 171 ngàn, cộng lên tiền xe mặt bằng là 1 triệu nữa, cộng lên là 1 triệu 701 ngàn. Chết tôi rồi. Trời anh ơi anh vậy đi. Trời ơi vậy anh ơi. Ông Tư tính tiền chúng nó sang mặt bằng con. Trời ơi. Con bây giờ con đừng có tính bằng lời nữa. Con tính nhẩm đi là nãy giờ hiệu hủ tiếu hết nhiêu tiền. Dạ dạ. Nhẩm trong đầu này được. Túm lại là bao nhiêu vậy anh? 121 ngàn. 121 đó con. Dạ. Dạ thôi thôi chú đi. Cảm ơn anh. Ê khoan con. Dạ. Nó mới tính tiền đồ ăn đâu, tiền nước nó chi. Nhưng mà hên đi con nghe. Ngày hôm nay quán của ông Tư khuyến mãi nước. Ủa khuyến mãi hả? Khuyến mãi tới nóc luôn. Ôi vậy thôi khỏi trả rồi đi về. Không, khuyến mãi phải miễn phí rồi không trả tiền. Nó có tính. Không ghê. Nó không thiệt luôn. Nghe tao tính nè. Hồi nãy là như là 4 ly cam giác ly 15 ngàn tao giảm 15%, 3 ly sữa đá là ly 8 ngàn giảm 81%, còn 3 ly chanh dây ly 12 giảm 21%, còn 5 chai nước ngọt nữa tổng cộng 10 ngàn chai. Mà giờ tao tính mày giảm 17%, chứ thứ 2 giảm 15%, chứ thứ 3 giảm 13%, chứ thứ 4 giảm 19%, thì thứ 5 là trả góp không lãi suất. Chú ơi, thôi bây giờ làm ơn là chú tính giá gốc giùm con nha. Chú bỏ qua cái việc khuyến mãi giảm giá luôn đi. Ông Tư khờ con thiệt luôn á. Bây giờ tổng cộng là bao nhiêu ly? Ra 15 ly đó. 15 ly thì bây giờ ông Tư quy là 15 ly trà đá đi, 1 ly 500 là 8 ngàn trả đi. 8 ngàn. Con ơi, cam giác ông Tư là hết 18 ngàn ly. Đưa tiền vô chứ rồi để khó tính. Tao đi quy định 500 một ly đi cho nó dễ tính. Tao nói bao nhiêu lần rồi cũng nhờ vậy mà từ quán lớn xuống quán nhỏ rồi không nghe. Tại kệ mà đưa 8 ngàn đây. Dạ em có 10 ngàn. 10 ngàn hả? Dạ. Thối 2 ngàn ông Tư. Thối cho người ta đi đừng có ăn cắp giặt nha. Sáng giờ hả? Sáng giờ toàn tiền chẳng không có tiền lẻ. Đưa đây, đưa 10 ngàn đi. Nè cầm về đi rồi bữa nào rảnh rảnh qua trả cũng được. 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 Dạ con chào hai chú cháu siêu nhân con về dạ. Con ơi, nó về sao ông Tư đòi tiền nó được con? Sao lâu người trong xóm mà ông Tư ơi? Không có, nó khách vãng lai, ông Tư không biết nó là ai luôn á. Tao vô làm đi con phá đồ này nọ rồi đi. Mỗi lần nó muốn làm siêu nhân là tôi hết tiền đi siêu thị. Bác Tư, anh khờ, hai người ăn gì chưa vậy?
gì anh con? Xôi cho bác Tư một gói nè. Anh Khờ, làm gì vậy? Nè, cho xôi nè, có lấy không? Không lấy đi à? Để xôi đi. Nó nghe nè. Dạ. Nó thích bay đó. Bác Tư chọc con hoài hả? Trời. Anh Khờ. Nghe. Em có nhiều chuyện muốn nói với anh Lâm đó. Khờ cũng có nhiều chuyện muốn nói với Linh lắm. Vậy hả? Linh có nhiều chuyện gì mà muốn nói với Khờ vậy? Anh Khờ. Khờ nghe nè. Em đi làm nha. Nè. Trời ơi con bé tao nói đẹp lai láng duyên dáng con phân à. Thôi vô đây phụ ông Tư pha cà phê nha con nha. Nóng quá. Tụi bay tản ra đi, tao đi hỏi đường. Mấy người làm gì tôi vậy? Làm gì? Đó khờ mà chơi cuốn này chắc học ngu luôn quá. Mấy biết. Người hai mấy người biết gì cuộc đời của tôi chưa? Biết gì cuộc đời của tôi chưa? Mày có bị điên không đời mày? Mày biết mắc mớ thì tao biết. Tự nhiên mày hỏi tao. Sao không biết? Tại sao không biết? Tại sao không biết? Biết không? Biết không? À, không. Tại sao không biết? Tại sao không biết? Phải biết. Biết. Biết cái gì? Biết cái gì? Từ nãy giờ mày biết chuyện gì chưa? Chuyện gì? Mày bị khùng. Ghê chưa? Chào cậu. Cậu học ca mấy? K17. Còn cậu? K19. Vậy là mình chung khóa đó. Hả? 17, 19 chung khóa hả? Cứ cho là chung đi. Bao lắm đó. Thì ra bọn họ là học sinh cùng khóa. Có lẽ lúc này họ cần ở không gian riêng. Cậu đi đâu đây? Gặp cậu tôi vui quá. Tôi cũng vui. Cậu có thể chỉ cho mình một con đường số 25 nằm ở đâu được hay không? Dễ lắm. Khu này của mình mà. Bạn cứ đi thẳng. Thấy cái chỗ đó không? Thấy. Đó, ngay cái ngã tư. Đèn xanh đèn đỏ. Quẹo phải. Quẹo phải nha, đi thẳng lên một chút xíu gặp ngã ba. Quẹo trái. Đi lên một chút xíu nữa, bên tay phải có tiệm internet. Vô internet đăng nhập Facebook, đăng status hỏi đường số 25 ở đâu ở dưới tài chỉ. Ủa vậy rốt cuộc ai chỉ mình ta? Bà internet bà chỉ đó. Ồ, cảm ơn bà. Mình đi đi. Mà khoan đã. Tìm đường số 25 làm cái gì? Mình đi kiếm người yêu của mình. Chuyện tình của bạn mà kể cho mình nghe đi. Ra đây ngồi uống uống với mình một ly cà phê. Được. Rồi tâm sự chuyện người yêu của bạn được không? Được chứ. Ngồi đây nha. Ê nhỏ cho hai ly cà phê. Tâm sự đi. Chuyện tình của mình liên quan tới một con heo. Bạn biết không? Người yêu của mình tên Cám. Người yêu bạn tên Cám. Mà mình để ý con chị tên Tấm. Chỉ vì một con heo mà hai chị em nó giận mình luôn. Con Tấm, con Cám có dính tới con heo. Đúng. Nó làm cái gì bậy vậy ta? Câu chuyện là như thế này. Con Cám có một bầy heo. Bầy heo của con Cám thích ăn cám của con Tấm mà không thích ăn cám của con Cám. Một ngày nọ, con Tấm đi mua cám mới. Con Cám liền thấy con Tấm đi, liền bỏ cám của con Cám vô cám của con Tấm trộn cho heo ăn. Bầy heo biết được, lựa cám của con Cám ra cám của con Cám, lựa cám của con Tấm ra cám của con Tấm. Cuối cùng ăn hết cám của con Tấm mà không ăn cám của con Cám. Con Cám tức giận. Con Cám không cho heo ăn cám của con Cám, cũng không cho heo ăn cám của con Cám. Cuối cùng hai chị em giận nhà giận mình luôn. Ờ, ông Tư gọi con chiếc xe đưa con vô bệnh viện gấp luôn ông Tư. Sao con? Câu chuyện nó sắn não con luôn rồi. Mày lớn mày chứ ngu mày. Con người ta khờ mày làm nó khùng thêm nữa.
Con ơi, con vô cái vấn đề nào, con mâu thuẫn, con kể liền đi nè. Dạ bây giờ con đi tìm người yêu của con. Tìm người yêu. Người yêu là tắm hay là cám? Tìm con nếp. Không dính một cái gì luôn á. Bạn muốn nghe chuyện của con nếp không? Thôi hỏi đi. Tao chưa đủ làm cho mày vui hay sao mày còn tính kể con nếp nữa? Thì mình muốn tắm. Mày yêu chi nông sản quá. Tự nhiên nay ông Tư thấy con hết khờ đột xuất. Ông ơi, nó bực, nó làm cho con khờ thay nó, con rối nó luôn. Bây giờ con nếp là nó ở đâu, bây giờ ông Tư chỉ cho con nè. Là con nếp nó ở đường số 25 đó. Đường số 25 đúng không? Ừ. Giờ ông Tư chỉ thẳng thừng nè. Đi thẳng, bỏ hai ngã tư thứ ba là đường số 25. Sao con qua cái miệng của ông Tư đường nó ngắn ngủn vậy trời? Sao nó gần vậy ông Tư? Dễ lắm con đi đi con. Dạ, cảm ơn. Cảm ơn ông Tư. Chào bạn, ừ. Tôi đi đây. Ừ, đi đi, đừng gặp lại tao nha. Tao sợ mày quá. Tôi đi đi bạn. Thằng này mà chung lớp con là con bầu nó làm lớp trưởng luôn á thiệt. Nó nặng quá. Ta thấy đóng thùng mão bông là tao nghi rồi. Thiệt. Thôi dọn đồ cho đi ông Tư. Ê Linh kìa. Em buồn ông Tư lắm. Mặt Linh có chuyện gì buồn kìa ông buồn, Tư buồn hả? Linh ơi, sao buồn vậy con? Kể ông Tư nghe con, sao con buồn con? Cuộc đời con bất hạnh lắm ông Tư ơi. Bất hạnh lắm hả con? Dạ. Sao con bất hạnh? Để con kể cho ông Tư nghe. Kể đi con. Lúc con vừa mới sinh ra đời, người ta đánh con như trối chết. Ai đánh Linh vậy? Nói khờ nghe, khờ đánh lại người ta cho. Bác sĩ đánh. Sao bà này hình như là có gặp thằng kia hay sao bị lây lây không? Đó. Thấy nó hơi lây lây vậy đó. Thiệt. Thôi đi anh khờ. Nãy giờ em giỡn với anh đó, nãy đọc chuyện tôi Lâm mắc cười quá vậy, kể cho hai chú. Trời ơi. Tao chuyện tiếng Lâm luôn hả? Nè, bây giờ con về sớm á là để con vô con lấy đồ rồi bác Tư của mình nó đem phát cho bà con ở đây, ai không có đồ ăn thì mình cho anh ta ha. Linh nhớ cho bác cơm từ thiện. Dạ đúng rồi, bây giờ con giỡn hả? Nhớ cho khờ chở Linh đi bác cơm nha. Thiệt không? Thiệt. Chở đi nha. Nhớ hứa đằng sau đừng ôm tôi được rồi. Ơi. Đi vô lấy cơm nè, khờ vô phụ con. Bạn thân. Cái gì vậy? Bao. Cam chết, tránh vào bên. Cái gì vậy? Ê, mày sao vậy? Ủa cái gì vậy? Ê, mày làm gì? Mày làm đậu nhỏ mày? Thì ra là mày làm cái gì? Mày làm cái gì? Con làm cái gì? Mày nhắm, mày trốn được bao lâu? Hả? Có gì vậy ông Tân? Con ơi! Bất Tân! Nó là ai mà không trốn nó vậy? Nó là ai? Giang hồ! Giang hồ? Ủa không phải bạn học con hả? Ủa giang hồ tụi nó kiếm con chi? Con làm gì nó kiếm con? Nó là gái điếm đi cái khách kiếm tiền cho tao đó. Gái điếm? Vậy thôi. Bút ra! Sao? Cái kỳ ông Tư gì là sao? Chuyện người dân nước lạ con đừng có xen vô con, nó đánh con đó. Tao có cái áo tràng, tao là siêu nhân nha. Mày là siêu nhân. Tốt. Sợ siêu nhân. Thấy chưa? Ông Tư thấy chưa? Nó gặp siêu nhân mà áo tràng nó thành công chúa bong bóng luôn. Cho bắt tài cái đi. Mày siêu nhân hả mày? Mày siêu nhân hả mày? Đi à? Lên! Tụi mày! Ngược nó! Nó lên! Anh đi nào? Mày đúng rồi! Wait, Ôi, gì đâu vậy? Chơi đông hiếp yếu ha. Được. Ông coi chừng tôi đó. Tao sẽ quay lại kiếm mày. Rút. Trời ơi. Đau không con? Đau quá ông Tư. Trời ơi. Con đau xin... quá. Chú Tư ơi, có chuyện gì vậy chú Tư? Giang hồ nó kêu tới con ơi. Nó đánh con gờ nè. Ủa trời, mà chơi ngu rồi bị nó đánh là phải rồi. Giang hồ nó kéo tới kêu tụi tôi ra đây làm chi? Rồi nó nhớ mặt tụi tôi hả? Nó kéo ra đây rồi nó quýnh tụi tôi làm sao? Trời đất ơi, rảnh nó đi về đi.
Trời ơi, mới nhập cư vô đây mà bây giờ rắc rối quá à. Chịu không có được cái xóm này à. Đi về. Trời ơi, mấy người không có tình làng kìa xóm. Khờ. Anh Khờ. Sinh nhân của ông Tư nè. Nè, nghe ông Tư vậy nè. Ông Tư có bị nó quýnh không? Ông Tư không sao hết con. Mấy Linh có bị tụi nó quýnh không? Dạ không, em không sao hết trơn á. Linh nó không sao hết con. Tư buồn quá. Sao con buồn? Con ước mơ con được làm siêu nhân. Con có sức mạnh, con bảo vệ ông Tư, bảo vệ bé Linh, bảo vệ mọi người trong khu phố. Mà con còn không bảo vệ được bản thân con nữa. Con không phải là siêu nhân. Không, con là siêu nhân. Con là siêu nhân của ông Tư. Con không bảo vệ được ông Linh. Con không bảo vệ được ông Tư. Con không bảo vệ được con. Nhưng mà con làm những cái chuyện mà ông Tư không dám làm. Con làm những cái chuyện mà những người trong xóm người ta tờ ơi, con không dám làm. Ông Tư, hôm nay con thực hiện được cái ước mơ của con rồi đó. Thực hiện được ước mơ của con rồi. Con là siêu nhân. Ông Tư không còn làm siêu nhân. Con là siêu nhân hả? Dạ, siêu nhân. Mừng quá ông Tư. Bây giờ chở siêu nhân đi bệnh viện đi, đau quá rồi. Cái Tứ nó rất là dễ thương. Tức là ước ở đây á, là ước một cái xã hội điều tốt đẹp hơn cho xã hội. Ngày hôm nay em đóng vai một cậu thiểu năng thì rõ ràng nó ra cái người thiểu năng chứ không phải là ra cái người tâm thần. Anh rất là thích và anh có lời khen em. Xin cảm ơn nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh rất nhiều.